Trong tay thanh thiên ca đi, ngước mắt lên trời hướng về
vì các con. Cùng một thế giới hay sau bữa ăn tôi, người cầm chiếc cầm chiếc quý trọng này cho tay anh đi ca kinh, cũng tạ ơn Chúa dâng lời chúc tôi và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là hầu nghiêm đức tin. Lạy Chúa, chúng con hoan truyền Chúa chịu chết và nhân sinh Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến. Vì vậy, lạy Chúa, chúng con đã tôi tới Chúa và hòa thế dân thanh Chúa, kinh nhớ vô cố hình hợp phúc, sự sống lại từ cõi chết và lên trời vinh hiển của Đức Kitô con Chúa cho chúng con. Chúng con lựa chọn trong những của Chúa đã ban mà dâng lên Chúa công nhang nghi lễ Chúa, lễ và thánh thiên, lễ và thánh thiên, lễ và tinh quyền, bánh thánh ban sự sống vĩnh cửu và trên cứu độ muôn đời. Xin Chúa nghe ban nhân từ và quan hậu nhìn đến những lễ vật này và thương nhận như là nhận lễ vật của Amen tôn chức của Chúa, nghi lễ của Amen tổ phụ chúng con, khi lễ thanh thiền và lễ vật tinh quyền của em khi xê lên đường tê của Chúa. Lạy Chúa toàn năng, chúng con này xin Chúa sai sứ thần dâng lễ vật này lên bàn thờ cao sang Chúa tôn nhang uy lên Chúa, để hết ngày khi tham dự bàn tiệc này là nước mình và máu cử thánh con Chúa, chúng con được tràn đầy ân phúc bởi trời. Lạy Chúa, xin nhớ đến chúng tôi thơ Chúa là các linh hồn Ignacio, Toma, Maria và các linh hồn đã được đi do đức tin, đã đang đi trước chúng con và đang đi rất bình an. Lạy Chúa, chúng con xin Chúa thương ban cho các linh hồn ấy và tất cả mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và tất cả linh hồn chúng con đã đi Kitô được vào nơi hành sát, hạnh phúc xa xa và bình an. Xin cùng cho chúng con là tôi thơ tội lỗi, đang hy vọng vào được từ bi hài hà của Chúa, được không phần với bảo vật các thánh tông đồ và các thánh từ đạo, thánh Gioan, Tê-phan-ô, Ma-thi-a, Ba-ba-ba, các thánh từ đạo hiền nam và toàn thể các thánh. Xin Chúa đừng xem theo công nghiệp chúng con, nhưng rộng lòng tha thứ mà cho chúng con được đồng phận với các ngài nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Lạy Chúa, nhờ người Chúa hằng sanh tạo khai hoa, ban sinh được gia phúc và phân phát cho chúng con tất cả những lễ vật này. Chính nhờ người với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Vâng, lạy Chúa cứ nghe và khép lễ đức người dạy chúng ta ra nguyện rằng: lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả xa, được Cha trì đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha thứ chúng con như chúng con cũng tha kẻ con ở chúng con. Xin chớ để chúng con sa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoán thương cho
hầu Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy làm bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp đổ chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin nói thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và yên trí muôn đời. Amen. Bình an của Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Anh chị em chúng ta chúc bình an cho nhau. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con. Đây Thiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Thiên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa ban một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Thiên Chúa đơn đàn ơn ban cho anh chị em ơn cứu chuộc và ơn làm nghĩa tư nhờ sự phục sinh của con một ngày. Xin Ngài cho anh chị em được vui hưởng phúc lành của Ngài. Amen. Nhờ con một Chúa cứu chuộc, anh chị em đã nhận ơn được tự do mãi mãi. Hướng chi nhờ ơn người đón bác, anh chị em cũng được thông phần gia nghiệp của người đến muôn đời. Amen. Nhờ tin vào con một Thiên Chúa, anh chị em đã được sống lại trong phép rửa tội. Ước chi giờ đây nhờ sống ngay chính, anh chị em cũng đang được đến với người trong nước trời. Amen. Và xin phúc lành của Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Lễ sau chúc anh chị em đi bình an. Hallelujah. Xin Chúa Giêsu bỏ lời chúng con nguyện trong cơn gian nan kêu gọi.